5 seconds remaining. Không được. Như này thì tí nữa an tab ra ngoài lại không có tiếng in game, phải chỉnh ở đây rồi. Reserve time. Úi. Đây rồi. À. Sáng hơn đúng không? Anh em nhìn thấy sáng hơn chưa nhỉ? Tớ thì đang phải nhìn màn Dota nó cũng hơi tối tối một tí, nhưng mà màn trên livestream anh em nhìn thấy sáng hơn rồi đúng không? Chủ yếu là anh em nhìn vào các con hero Dota hộ mình á. À ok rồi, rồi ok. Thế chúng ta sẽ cùng đến tiếp với những cái phần ban pick của cả hai bên. Thế bên phía team DC thì họ đang hướng đến lượt pick thứ 3 của mình. Newbie thì lấy cho mình đấy là con Juggernaut. Newbies turn to pick. Vâng, IO trong đội hình của DC. Bắc IO Clubwick. 10 seconds remaining. Newbie bây giờ cái cơ hội để họ pick vào BB nó không còn nhiều nữa rồi. Team DC thì có vẻ như là họ đang ban pick khá là hay, thực sự là khá hay. Họ đang lừa được cho bên phía Newbie để lấy được cho mình bộ đôi IO và BB. Bây giờ thì Juggernaut đã có xuất hiện trong đội của Newbie. Khả năng cao là Unite sẽ cầm con Juggernaut. Thế thì BB đi mid dành cho team Newbie bây giờ với bộ Crystal Maiden và Night Stalker tôi nghĩ là không ổn một chút nào. BB thì ít nhất cũng cần phải có KTL nếu như không có được IO. Và bên phía Newbie thì họ quyết định là chơi Batrider. Batrider off lane hoặc là Batrider support giống như team NP thể hiện trong cái trận game thứ 3 trước team Evil Genius trong cái giải đấu Manila Master vừa rồi. Nhưng tôi nghĩ với phía Newbie thì họ sẽ đánh Batrider vị trí offlane. Người Trung Quốc thì họ rất thích chơi Batrider offlane. Và Bristleback dành cho DC là cái chuyện đương nhiên. Họ đã đánh lừa được đối phương để lấy được bộ đôi IO và BB. Newbie thì họ đã ban đi SF, Mipu. Mipu của Abed là một cái lượt gần như là bắt buộc phải ban. Thế thì họ đã ban đi tiếp những con core hero như là SF và con Tero Blade. Ok, ban đi như vậy cũng được. Thế thì bây giờ bên phía team Newbie họ sẽ phải nhường cho đối phương có được cả cặp đôi IO và Bristleback. Reserve time. Vâng, lượt ban cuối cùng của phía Newbie. Họ ban đi Slug và nghĩ rằng BB sẽ được chơi vị trí đi mid dành cho Abed. Ngày hôm nay thì ban pick dành cho bên phía Digital Chaos chính là thanh niên Bulma, nhưng mà đang để tag name là Kagami. Cũng không biết được là như thế nào, nhưng hiện tại thì đang để như vậy. Vâng, lượt ban cuối cùng dành cho bên phía DC, họ sẽ phải ban đi con hero Dimit đến từ SCCC. Lựa chọn cái gì đây? Nói chung là với Juggernaut, với Batrider có thể chơi Storm hoặc ngồi ban Aura Devourer. Trông hơi giống là BB Dimit thật. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Các giải này thì delay mà các đơn vị ban tổ chức họ để cho Dota TV Watch thì cũng chỉ là 10 giây thôi. Omnignite. Bristleback IO sẽ đánh safe lane, Puck sẽ đi mid. Và Omnignite sẽ chơi off lane. Bộ đôi support là Clockwork và IO. Gần như là bên phía team DC họ sẽ chỉ dựa vào những cái bộ skill giữ chân của con Puck và con Clockwork thôi. Bên phía Newbie thì Night Stalker là một con hero có thể bay xuyên qua được cái cóp. Pick cuối dành cho SCCC. Chỉ còn vài giây nữa thôi. Weaver. Đội hình cực kỳ tàu. Cực kỳ Trung Quốc. Weaver, Juggernaut, Batrider và Crystal Maiden. Không biết là ban đơn vị ban tổ chức thì họ có yêu cầu các kiểu không? Không tí nữa vào lấy cam của ông Pimax cho nó nhanh. He.
cái layout mà Zotac họ đưa cho bọn tôi thì à không, bây giờ phải để như này thì mới được. Rồi, sáng rồi. Chắc chắn là sáng rồi. 5 seconds remaining. Ủa, mình chỉnh nghệ thuật vãi. Dã man mấy cái ông newbie luôn. Đùa nhìn Abed kìa. Đúng player server C. Cho sách dùng không thôi. Book level 9 trong giống dạo này không chuyện tử rồi Abed ơi. Cái thật. Đang giải này chắc là mình sẽ tôn trọng các đơn vị và mình sẽ tự quay cam thôi. Tí nữa mà giật quá thì mình sẽ chuyển sang server Perfect War. Smoke 5 người đến từ bên phía team newbie. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên chúng ta chứng kiến phiên bản 7.06 sẽ thi đấu như thế nào. Trung Quốc giàu quá nhỉ. Dã man luôn. Hình như hơi có dấu hiệu giật rồi. Giật thì mình sẽ chuyển sang Perfect World luôn, không lằng nhằng. Và hiện tại thì anh em confirm lại của mình xem là âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đã ok chưa. Màn hình còn bị tối không? Âm thanh có bị cái tiếng cát bé hay là tiếng in game bé hay là anything? Em thì confirm giúp cho bọn mình. Bây giờ thì cái hiện tượng kiểu như là bị ù mic của bên 23 Creative bọn mình là hình như không còn nữa đúng không? Anh em tôi mới phát hiện ra cái nguyên nhân vì sao. Bây giờ giải quyết được rồi. Ngày xưa thì làm sạch mic rồi tháo ra làm lại các thứ các kiểu, nhưng mà không phải. Chẳng có lý do gì cả. Lý do khác nhiều lắm. Hả? Ngoại tuyến á, làm gì có chuyện. Tiếng in game nhỏ, thực ra thì bọn mình sẽ để tiếng in game nhỏ thôi. Thường thì bọn mình sẽ để tiếng in game nhỏ, sẽ không ít khi để tiếng in game quá to. Tiếng game quá to thì sẽ có những cái lúc mà bọn mình chỉ nói theo cái dạng là giọng không phải, không dướn giọng lên, không lấy giọng lên. Bởi vì là nói liên tục mà nói dướn giọng lên thì đôi khi là nó cũng sẽ hơi mệt. Sẽ phải có những cái lúc mà chúng ta nghỉ ngơi cùng với nhau. Ok, chúng ta quay trở lại với game đấu ở đây. Thì đây là một cái đội hình mà bên phía team Newbie họ có phép chơi Crystal Maiden. SCDC sẽ đánh Juggernaut ở vị trí xếp lên. Không, SCC đi mid, sorry. Mugi với Unite sẽ là người chơi Weaver đánh xếp lên. KK chơi support với Night Stalker. Key Phoenix đánh đấy là Bad Rider. Tôi vẫn tin rằng đây là một con Bad Rider offlane và đúng là như vậy. Key Phoenix đi cùng với cả Omni Ignite. Kèo này thì thực ra để giết nhau thì hơi khó. Tuy nhiên con Bad Rider sẽ là con hero có lợi thế hơn rất là nhiều. Con chồng 2 chấm dầu, 2 bắn. Ông Forest này nhìn đã thấy hơi gãy rồi. Dướn tiếp lên để cho Forep không dám di chuyển lên. 4 chấm dầu vào người của Omni Ignite thì chắc chắn là không dám đi rồi. Bên phía dưới boss thì sao? Điểm qua một chút thì đây là cái tình hình mà bên phía team newbie họ dàn ra dưới boss sẽ là một cái trip lên. Phết thì người ta farm rừng, tuy nhiên thì đang vướng một cái ward bên phía của team DC. Kiểm soát được con CM này ở khu vực rừng. Khu vực lên mid thì sẽ là Abed chơi Puck đi solo cùng với cả SCDC. Thành thì Abed này thì book level 9 chắc chắn là kém rất là nhiều anh em ở trên kênh chat. Ui, nối dây thẳng vào người của Mason. Hiện tại Dimit thì Abed đang farm cũng không nhiều hơn so với cả SCC là mấy. Trong khi đấy thì con Juggernaut này nó đang deny được khá là tốt. Ông farm bằng cùng với cả Puck nhưng mà deny hơn rồi. Thực ra con Puck này không phải là con hero khả năng đè lên mạnh những con mà có kỹ năng control lên tốt như là con Juggernaut. Ông bên phía DC họ đang dự định làm gì đây? Bulba cũng như là Dubu stack rừng để tí nữa Bristol back, hay thậm chí là còn Omni Ignite có thể vào farm bù. Khu vực trên top thì liên tục Forep dính những cái chấm dầu vào của Bad Rider. Hiện tại thì hai thanh niên vẫn đang là farm hòa nhau. Cái con Omni này thì cái animation cũng như là lượng đam của nó để farm thì đầu game khá là ổn. Và nếu như mà bị dính nhiều chấm dầu quá thì chúng ta có level 2 rồi. Một boop repel lên là giải hết. Vừa mới nói là ổn thì lát hit trượt cả hai con thủ.
run hết dành cho Abed ở khu vực lên mid. Vừa thanh niên nào ping ấy nhỉ. Và game sau thì mình sẽ cố gắng vào lobby, sure là như vậy. Thực ra thì cái lobby so với cả Dota TV mà delay 10 giây thì mình cũng chả thấy có gì khác biệt nhiều lắm. Thì vào lobby thì cho các đơn vị các bạn họ nhìn thấy là mình làm ăn chuẩn chỉ thôi. Mỗi cái bây giờ hỏi confirm cũng vậy, cái này do giải thôi. Vâng, ở dưới bot thì sao, đang có từng huống bớ mà người của Dubu. Dubu cắn cho mình Fairy Fire lên nhưng Dubu vẫn chết. Ở đây thì sao, Crystal Maiden cũng lên bảng điểm số. Tuy nhiên thì mạng First Blood không thuộc về bên phía newbie. Đấy là mạng First Blood dành cho Mason. Còn bên bề đúng là không thể đùa được. Tiếp tục là TP xuống nối dây vào người của Mason để Mason có thể đấm vào thanh niên Night Stalker với KK vừa rồi. Ở khu vực lên mid hiện tại bây giờ thì Juggernaut đang farm hơn với cả Abed. Abed chết trong tình huống này, Zack sẽ không chết. Solo kill đến từ SCDC. Vô địch giải solo mid. Cũng phải như thế nào thì mới vô địch solo mid của DAC đúng không? Dã man, Juggernaut thắng lên với cả Puck mà lại còn solo kill. Nếu mà đánh giá chung thì đội hình của team newbie là đội hình trông có vẻ dễ chơi hơn. Còn đội hình của DC là đội hình dễ nhìn ra cái chiến thuật hơn. À quên, sorry, đúng không? Vô địch DAC là Paparazzi vô địch. Nhưng mà SCDC thì anh ta cũng vào đến trận chung kết. My bad, nhớ nhầm tí, đùa anh em. Khó tính quá. Ở đây thì KK khu vực trên top đã có cho mình đêm đầu tiên rồi. Vừa mới thử luôn, đây là Hunter and the Night cho nó thử cái cảm giác. Và bên phía team newbie thì có hai con hero khả năng bay vượt địa hình để có những cái tình huống bắt lẻ của đối phương. Một chói thẳng một người của Mason luôn, nhưng tiếp tục là vẩy lông. Unite mất rất là nhiều máu. Hiện tại thì Unite với Kiến anh ta đi cùng với cả BB mua cho mình lọ cũng như là một cái Magic Wand. Tôi nhớ chung kết là SCDC mà. The hell. À SCDC thua bán kết à. Trận đấy mình cát sao mà nhỉ. Sao không nhớ nhỉ, đùa. Xong rồi. Đầu óc này thì đúng là để cho các bạn PG nữ đi phát tờ rơi gọi bằng chú thôi, chính xác rồi. Rồi tự nhận luôn, tôi không phải sinh năm 97, tớ là 96. Đấy bính tí nhưng phải là đinh xỉu, hôm nay thì cũng nói thật. Tính tuổi âm thì là bính tí, tuy nhiên thì tuổi dương thì vẫn là sinh năm 97. Rồi, ở đây có một cái tình huống mà slow vào người của Mason. Tuy nhiên thì Night Stalker để mà contest cùng với cả con BB thì rõ ràng là không phải là cái điều hợp lý rồi. Hiện tại Night Stalker của KK tôi nghĩ là anh ta nên cố gắng đi cắm quát, kiểm soát lại bản đồ, kiểm soát lại đội hình của đối phương. Thời điểm hiện tại chưa phải là thời điểm team BB có thể sọc thẳng vào với một cái đội hình có Clockwork này, có Omnignite, có BB. Con hero hệ strength rất là khó bắt nếu mà chỉ sử dụng duy nhất là Night Stalker. Đây thì KK đang bị phát hiện ra với Watt bên phía team DC. Một coi KK break coi, anh ta vẫn còn cho mình. Đấy là Hunter and the Night bay xuyên địa hình, hé counter hoàn toàn vào người của Bulba. Bulba đang cầm cho mình hero sở trường, đấy là Juggernaut. Các bạn, đấy là Clockwork. Juggernaut di chuyển lên khu vực high ground, sử dụng cho mình Omni Slash, lấy được mạng của Delio. Tiếp đến là mạng của Park cũng nằm lại với hit cuối cùng thuộc về Fate và 4-1 dành cho newbie. Dưới bot thì Yuna có vẻ như là đang gặp quá nhiều khó khăn với con Bristleback của Mason. Tuy nhiên thì cái đội hình như kiểu hiện tại của bên phía team newbie lại là đội hình có khả năng đi roam gank rất là tốt. Với CM, thậm chí là Juggernaut đi mid có thể đi roam gank được. Giết người rất là nhanh vào thời điểm early game hay là đầu mid game với Omni Slash hay là cái xoay kiếm của mình. Vâng, KK đúng cái Hunter and the Night, nó bay xuyên cái co cùn Clockwork rất là khó chịu. Cực kỳ khó chịu luôn, không bị đấm đập mặt ngược lại. Đơn giản là bay xuyên qua thôi. Một cái pha mặc dù là chủ động đi kiểm soát bản đồ, tuy nhiên thì KK anh ta có rồi phát hiện ra đối phương ở đây có một cái bãi stack rất là to. KK anh ta đứng như này anh ta vẫn hit được cái lượng level. Anh ta sẽ không dám di chuyển vào quá sâu. Hiện tại thì chỉ còn khoảng hơn 1 phút nữa thôi là sẽ hết màn đêm. KK vẫn di chuyển vào. Ở đây có một cái tình huống mà Crystal Maiden của Fate đang bị bớ vào. Crystal Maiden sẽ chết nhưng IO cũng sẽ lên bảng đếm số. KK tôi nghĩ là không nên lùa vào người của Mason hay là Bulba nữa. Bên phía team newbie họ muốn chiếm những cái bãi stack này. Họ không muốn để cho BB của Mason có thể farm thêm những bãi stack. Ancient hiện tại rất là to.
DC thì cũng không muốn để cho đối phương làm điều này, và họ quyết định di chuyển ra IO nối dây cùng với cả BB. KK đang rất thấp máu nhưng KK bày xuyên đổi cắn cho mình stick lên, nothing happen. Newbie vẫn có gì đấy là quái chiêu hơn rồi bên phía team DC. Ở đây thì Fate di chuyển ra một ném slow vào người của Park, tuy nhiên Park bây giờ bay về rồi, để off di chuyển về thôi. Cắm Sentry ở đây để dự đoán xem là đối phương có lượng Vision ở trên khu vực gần những cái kem stack của mình hay không. Tuy nhiên thì bên phía Newbie họ không cắm Ward, mà đơn giản họ chỉ là phán đoán thôi. Cái Ward của họ lại được cắm ở cái vị trí này cơ. Đây là một cái Ward cắm rất là khó chịu. Sentry cắm như này không phát hiện được Ward, nó thấy chịu rồi, he. Hiện tại thì mình đang tự quay cam, như là nhiều lúc nó có hơi sida, do buổi sáng hôm nay chưa ăn gì thì anh em nhớ nhắc nhở nhẹ nhàng nha. Thực ra thì mình tôn trọng các thanh niên ngồi đồng hạng lobby với cả mình ngày hôm nay thôi, chứ không lấy cam. Chứ còn nếu mà lấy cam chuẩn nhất thì cam của thanh niên Pimax là chuẩn nhất. Chắc chắn thanh niên được năm nay sẽ đi quay cam cho TI với cả bây giờ thay cho ngày xưa là Whippass, thì bây giờ sẽ là Pimax. Đây, Pimax thanh niên này. Anh em nào mà muốn xem in game mà thích xem cam của ai, cam chuẩn là của thanh niên này. Đang cùng trên top bây giờ đang là khoảng trống ra dành cho KK có thể pha một cái infill Rainrod. Sẽ hướng đến đấy là một cái item cơ bản dành cho Night Stalker đánh support. Ở khu vực lên mid SCC anh ta vẫn đang làm chủ. Check qua một chút về lượng network SCC đứng đầu. Vị trí thứ hai thuộc về Mason. Thứ ba đang là con Omnignite. Omnignite của Forep đang có được cái lượng farm rất là ổn. Soul Ring, giày mana, một cái áo choàng Harry Potter. Xanh nhỉ? Sao lại xanh thế nhỉ? Quên mất là Forep là một thanh niên mà anh ta có cái khả năng đi control lên rất là tốt. Đội hình của DC ngày xưa ấy, nếu mà thanh niên Forep này mà đánh cho bất kỳ một team nào mà xuất hiện trong đội hình của mình IOBB thì 100% là Forep ta sẽ cầm BB. Người còn lại sẽ là một hero support nối dây cho Forep. Ngày xưa hồi team Secret sẽ là Paladine đá cặp cùng với BB của Forep, nhưng mà thời điểm hiện tại thì con BB này đang chơi vị trí carry cho nên là nhường lại cho Mason. Tuy nhiên thì chắc chắn là những cái kinh nghiệm mà Forep ta truyền thụ lại cho Mason với vị trí con BB, đây vẫn là một con BB đang đi lên khó, tôi chắc chắn là rất là bổ ích dành cho Mason. Forep thì là một trong những người chơi BB off lane vô địch. Carry thì chưa thể biết được. Khu vực lên mid thì liên tục có tình huống xoay kiếm vào người của đấy là Abed. 10 phút, 7 mạng. Game đấu không hề nhàm chán một chút nào cả. Bat Rider của Key Phoenix, anh ta có khoảng pha. Anh ta sẽ hướng thẳng đến cho mình là Blink Dagger, chứ không phải là một con Bat Rider chơi theo dạng là lên trống nữa. Đột nhiên thì mọi thứ nó sáng sủa quá. Chắc là mình phải cắt chỉnh lại cho nó hợp lý hơn. Sáng quá, không ổn. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's structures are fortified. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Invisibility. Trong giải này thì cả Newbie lẫn team NP thì đều tham dự với cái tính chất đấy là tôi nghĩ sẽ là trai hát. Đặc biệt là bên phía NP, họ rất muốn thắng một cái giải LAN gì đó và vào đến sâu. Vị trí thứ 3 là vị trí thứ 2. Đây là SCDC anh ta bớ một người của Doom vào, Doom chết rồi, không chạy được về giếng, mà có về giếng thì vẫn chết. Nối dây đến từ Mason. Đây là tình huống sử dụng coi SCDC ăn mạng của support và để lại mạng của chính mình. Killing spree dành cho Bristleback của Mason. Cùng với thời gian đó thì đấy là một cái Blink Dagger cho Bat Rider. Hiện tại thì mọi thứ vẫn đang diễn ra tương đối cân kèo. Bên phía Newbie họ dẫn khoảng tầm 1.300 network, không phải lượng network quá lớn, nên nhớ rằng đây chỉ là một kèo bao 1 thôi. Vâng, di chuyển ra có smoke được cầm trên người của Key Phoenix không bật lên, sẽ cần phải dùng lasso. Đấy là Blink Dagger. Zone Nam sẽ phải silent, chắc chắn sẽ phải silent. Freezing Field được bật ra đến từ Crystal Maiden và bye bye Forever trong pha này. Tiếp tục đuổi theo Boomba được bị búp ơn. Boomba hết skill được để ngăn cản đối phương đuổi theo mình rồi. 8-3 dành cho bên phía Newbie. Tiếp tục có mạng nữa khi mà thanh niên Weaver anh ta giết được
bu đu bu với những tình huống mà IO cố gắng đi stack để cho BB farm. 9-3 rồi, điều đó diễn ra khá là trong vánh. Tình huống bắt nhau combat liên tục. Phân giải này thì có tổng giá trị tiền thưởng là 50.000 hay là 100.000 nhỉ? Ra thì bởi vì mình không đánh nhưng mà mình cũng để ý lắm, à mình cũng không gọi là nhớ lắm về giá trị tiền thưởng. Khu vực dưới bot thì đấy là tình huống mà bên phía DC họ dồn vào với Omni cũng như là với BB. Trong giải này thì team nào vô địch sẽ nhận được 50.000 tiền thưởng, team giải nhì là 20.000 đô tiền thưởng. Đây là một cái giải thưởng, một cái số lượng giá trị tiền thưởng cũng nhỏ chút nào dành cho những giải la. Nhưng mà so sánh thì hơn so với cả DreamHack, giải Dream League ạ. Điều quan trọng là mình thấy Zotac ở trong cái giải lần này họ tổ chức, họ làm rất là nhiều thứ, rất là nhiều hoạt động. Họ muốn fan xem, rồi họ có cái phần GA, anh em có thể nhìn sang cái góc bên tay phải trên cái banner quảng cáo của mình thì có một cái code, thì để mình sẽ chỉ cho anh em cái cách để anh em nhập cái code đấy và có cơ hội nhận được những phần GA của đơn vị giải Zotac. Cái giải thưởng giá trị lớn nhất sẽ là một cái cạc màn hình GT1080Ti, còn giá trị tiếp đến là mainboard, một cái mainboard cũng rất là xịn. Tiếp đến là những cái gì nhỉ, màn hình cũng có này, rồi là cái phần thưởng giá trị nhỏ nhất thì đấy là Steam Wallet Code 50 đô. Tí nữa giờ nghỉ thì mình sẽ chỉ cho anh em. Thực ra thì họ mới gửi cho mình từ hôm qua thôi, cho nên là nói thật là cái phần GA này mình cũng chưa được rõ lắm, thì mình cũng phải ra mình thử test cái các thứ và hỏi thêm đơn vị ban tổ chức. Thanh niên Cyclops còn hỏi thế tôi về GA cho các fan hâm mộ rồi là các người xem như nào và người ta sẽ nhận được như nào thì cũng chưa thấy phản hồi gì cả. Thì chắc là đơn vị ban tổ chức họ sẽ ra họ phản hồi. Giải đấu đầu tiên cái lúc mà họ tổ chức event thì họ còn khá là nhiều việc bận bịu, thì chắc là sẽ có reply ở trên group Skype. Còn SCDC hướng đến mình đấy là Manta Style. Và 14 phút hiện tại thì ba trụ bên phía của team DC đều đã nằm lại. Trong cái đấy thì Newbie họ chỉ mới mất duy nhất là một trụ thôi. Đội hình có Juggernaut và có Weaver đẩy trụ khủng quá. Đẩy trụ phải gọi là quá căng luôn. Đủ tiền để mua một cái Ultimate Orb rồi. Sẽ vào bông cái đèn pha ở đây. Vẫn chưa mua luôn đây. Tưởng không mua. Đây mà có cái rune DD nữa thì thôi đấy. Xác định luôn, nhưng mà rune hết là quá đủ để ra cả nát. Có nên vào giếng hay không nhỉ? Bị đối phương scout thấy rồi, Dubu anh ta sẽ ti thờ thẳng người của Bulba nếu cần thiết. Chưa cần thiết thì chúng ta ti thờ rồi. Ông Zeybot này thì bắt Rider anh ta sẽ lên tiếp đấy. Một cái Fox Staff khi Phoenix thì anh ta thường xuyên chơi với cái lối chơi đấy là setup combat. Sắp sửa có đụng độ gì xảy ra đây đây. KK búp cho mình ơn, cắm quát. Di chuyển lên như này là bị bên phía team DC nhìn thấy. Hiện tại thì Abed với Park anh ta có cho mình là một cái Veil Discord. Sắp sửa hoàn thành nốt là Blink Dagger. Sau khi con Park này có được Blink Dagger thì mọi thứ có vẻ có thể sẽ diễn ra tốt hơn dành cho bên phía DC. Và hiện tại thì họ đang hơi bị động với những cái tình huống mà con Night Stalker hay là con Juggernaut có những cái rune tốt để càn quét vào trong khu vực nhà mình. Trong những cái ward mà bên phía DC cắm này, một ở đây. Ward này là ward để cắm xa scout xem đối phương farm như nào. Một ở đây nữa, ward này là ward cắm để kiểu ăn trụ ăn triển. Ăn trụ xong có đường mà chạy về. Vẫn gà bên phía team DC vừa mới lên bảng rồi. Đây thì Mason anh ta bị giữ chân một chút. Key Phoenix anh ta muốn tìm vào Dubu. Kéo được Dubu rồi. Đang bị slow khá nhiều đến từ BB. Dubu vẫn bị đốt đến chết thôi. Key Phoenix tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không chết trong cái tình huống này. Key Phoenix bay vượt đồi và về được. Frostbite không đủ mana. SCCC sử dụng cho mình đấy là Omni Slash trong tình huống vừa rồi. Có là quá vội vàng hay không SCCC ơi? Tại sao thế nhỉ? Đây là một con Crystal Back như nó. Nó không phải là một con EO hay là một con Punk đang TP để có thể làm cái điều đó. Đấy là Crystal Back với gần 2k máu và một cái solo crest cũng như là Vanguard. Vẫn quyết định là vạn kiếm quy tông thẳng vào lưng của BB. Thôi thì cũng được, hiện tại dẫn khoảng tầm 6400 network. Lợi thế vẫn là đang có dành cho Newbie. Nhưng bây giờ đang là thời điểm ban ngày rồi, họ sẽ chia lại. Cứ ban ngày thì Night Stalker anh ta sẽ được bám lên và cố gắng farm, cố gắng lấy lượng level, cố gắng farm thêm những cái item cho mình. Còn
những con hero còn lại bên phía team newbie họ cũng sẽ tản nhau ra và farm rừng hay là stack rừng cắm ward. Thời điểm ban đêm thì sẽ là thời điểm mà newbie họ sử dụng sầm mốc hay là có những tình huống stick để cố gắng kêu gọi team fight, giúp đối phương gọi tình huống đánh nhau, với lợi thế đến từ con Night Stalker. Cái gì vừa xảy ra và lại tập thể dục tại chỗ ấy nhỉ. Rồi bây giờ thì DC đang có một pha smoke, Park đang di chuyển cùng với cả Clockwave. Hookshot đã có, Blink Dagger cũng đã có, Silent vào người của đấy là Bad Rider. Dream coi một người nhưng Forkstab break rồi, Firefly nhưng không đủ rồi. Đấy là tình huống mà Omnic này xuất hiện, sử dụng cho mình Purification, búp vào người của Clockwave và bye bye Bad Rider. Không có dấu hiệu là bên phía newbie họ sẽ ra dép được trụ này khi đây là thời điểm ban ngày. Và bắt buộc phải để cho Mason và vỡ trụ trong tình huống vừa rồi. Nhưng SCDC thì anh ta mở Manta ra, anh ta vẫn còn xoay kiếm và bây giờ sẽ là xoay kiếm TP. Đã cấu được khoảng tầm 1/4 máu trụ rồi. Đánh như thế này rất là khó chịu dành cho bên phía team DC. DC thì họ lên một cái Solar Crest. Ở đây thì con Night Stalker này cũng sẽ cố gắng lên một cái Solar Crest. Unite thì sao? Cái lượng farm dành cho Unite, khoảng farm dành cho Unite là khá nhiều. Tuyên thời điểm đầu game anh ta hơi thọt cái việc là đi cùng với con Bristleback, không được đứng một cái lên nó thoải mái cho lắm. Hiện tại thì cái lượng item của Unai cũng không thực sự là to. Hứa cố gắng hướng đến cho mình đấy là một cái deep full. Đã hoàn thành xong deep full rồi. Trước đó thì có Dragon Lance, một cái Ring Aquila, Stick Thor, Ring of Hell. Ring of Hell này chỉ để dùng duy nhất đấy là đứng lên thôi, chứ còn anh ta sẽ lên thì món item công deep full, Dragon Lance các kiểu. Đây là một con Weaver chưa có dậy. Newbie họ sẽ là những người ăn khiên Aegis. Tôi nghĩ rằng khiên Aegis có lẽ là sẽ được cầm từ Weaver. Đúng rồi, sắp tới thì bên phía Newbie họ muốn stick lại và đẩy nốt trụ ngoài này của đối phương, hoặc là sẽ lên high ground. Lên high ground ở đây để ăn nốt cái trụ 3 này. Nhưng tôi nghĩ sẽ là đẩy nốt hai cái trụ ngoài này. Đầu tiên là Mid Roshan đã được cầm. Người cầm đấy là SCDC chứ không phải là Kiến. SCDC anh ta sẽ mua cho mình một cái Silver Edge, món item tiếp theo sau khi có được Manta. Thực ra Manta là một món item vừa để có thể phần nào đấy là chạy thoát, vừa để có thể gọi là farm nhanh hơn với những cái hiệu ứng mà được mang lại từ cái Yasa, chạy nhanh, chém nhanh, bla bla, di chuyển nhanh hơn thì sẽ farm nhanh hơn. Khi đầu này chúng ta đều hiểu với việc là chắc chắn là rất nhiều anh em ở trên kênh chat đều đã chơi con Ultimate rồi. Đây thì DC lộ smoke ra rồi, coi vào người của Kaka. Kaka chạy vòng quanh Sokola. Ơi kìa, wow, Killing Spree cho đấy là Bulma. Đấy là tình huống Bulma, anh ta vẫn còn cho mình hookshot. Liệu rằng không gì cả. Còn đây thì sao, Unai di chuyển ra nhìn thấy được Dubu cũng như là Mason. Dubu chết rồi, deep full không relocate về kịp. Và bây giờ thì sao, kẻ thanh niên Mason ở nhà với tình huống relocate tính toán không được sự là nhanh tay và quyết đoán đến từ thanh niên Dubu. Nhưng thôi cũng được, về nhà dọn dẹp bãi creep ở trên top khi mà thanh niên Juggernaut vẫn đang cố gắng đi rác ở đây. Vâng, giáp phản dành cho đấy là Clockwave của Bulma. Anh vẫn căng nhỉ, 6.500 network. Từ nãy giờ thì lượng network chênh lệch nó không thiên về bên phía team newbie nữa rồi. Mọi thứ vẫn đang là cân kẹo. Night Stalker một cái Mayday. Mayday thì thời gian gần đây đã bị gọi là nớp đi khá là nhiều. Nớp đi một chút. Khá nhiều thì không phải, nớp đi một chút. Mayday và Silver Crest nớp đi. Unite nhìn thấy được Clockwave, Silent bật ra phản với chúng tôi. EO nối dây nhưng đấy là Omnislash. Và Omnislash là hay. Mở Guardian Angel lên. Tuy nhiên Break Coin, tuy nhiên đấy là tùy ngón coin hai người. Có hai người nhưng Unite ta sử dụng cho mình Time Lapse đi. Không có bất kỳ thành viên nào team newbie nằm lại đây cả. Thay vào đó là BB đang bị trói cổ nhà máy nước. Vào ulti đến từ Crystal Maiden, nối dây vào để xin chết chung. Thua. Đánh EO. Anh ơi cho em theo với, cầm tay anh dẫn lối các thứ bla bla. Dã man đấy, tình huống mà không còn relocate nữa. Bất thực ra thì anh ta nghĩ rằng cái khả năng hồi máu có thể là đủ. Tuy nhiên thì đây là một con EO chưa có ơn. Cái tình huống đấy để mà câu kéo thêm Snowball thêm một chút và các thứ ở trong combat nó là rất khó. Đây là con Crystal Maiden đã có thể lên cho mình Freezing Field ở level 2 rồi. Tuy nhiên anh ta vẫn giữ level 1. Level 2 của ulti này tốn quá nhiều mana, 400 mana. Quyết định là giữ ulti là level 1 thôi.
This will come in handy. Illusion. Newbie đang làm chủ cuộc chơi. Game đấu đầu tiên rất có thể chiến thắng thuộc về đội team Trung Quốc. Trận thủ ra chết thử luôn xem là. Đơn vị ban tổ chức bắt đầu vào nhắc về diện tốt các thứ ở trên màn hình. Thì hiện tại thì bọn mình đã diện tốt các thứ rồi. Thì nữa anh em nạp code vào để cho thấy mấy cái IP Việt Nam các thứ, nạp code vào để cho người ta thấy mình khủng khiếp phải không? Ok, đây rồi. ABS bị trói cổ vào, tuy nhiên đấy là tình huống có vẻ như Kim Phoenix anh ta hơi vội vàng. Giờ ABS anh ta vẫn còn một điểm ở phase ship nữa, phase ship đi nhưng đang bị slow. Vâng, có relocate xuống, đây là tình huống relocate xuống đến từ Dubu như là Mason. Park vẫn di chuyển về được và thả Red Coin là hay, nhưng phết ở đây anh ta freezing field ra. Kaka phải nằm lại với tình huống mở cop tốt đến từ Clockwake và tiếp tục là Abed đánh ngay với tình huống Perling vào sử dụng Silent Boop Veil Discord. Phết với chúng tôi, hồi máu lên dành cho Abed rồi, phết cũng sẽ nằm lại ở đây, sẽ làm tình huống combat 1 đổi 3. Mason chắc chắn là không tha cho con Crystal Maiden này, vẫn là Abed nhìn thấy được đối phương. Flav là người ăn mạ Chris Killing Spray của Crystal Maiden. Một tình huống combat bên phía team Newbie có vẻ như là họ hơi chủ quan. Cầm khiên Aegis nhưng mà Juggernaut trong pha vừa rồi thì anh ta xuất hiện, nó hơi mượt mà. Hoàn toàn có thể lật đến từ phía DC. Vừa rồi là một tình huống combat mà có vẻ như là 2000 network, combat diễn ra hơi dài, mình không ấn Sofa Recap được, anh em thông cảm nha. Tôi nghĩ là con bát này cần cái BKB. Cần một cái BKB để vào cho con bát có thể bắt được đối phương nó đơn giản hơn. Trong cái pha đó thì Key Phoenix sẽ giật giật cái kiểu thế như kiểu là máy vậy nào. Radiance middle tower is under attack. Bóng Park các bạn rồi đánh quá hay, giữ chân được SCDC, mở Manta ra để giải sai lần. Nhưng đấy là Guardian Creep, Guardian Angel, sorry, bị lừa rồi nha. Bị lừa rồi nha, nhưng vẫn không bắt được hút sót này mà có hai người. Bulma Clockwake best club. Ơ kìa, Abed TP vui quá. Ấn nhầm hotkey thôi, về. Giếng ở đây rồi, đi về, vòng Perling lên, chói vào người của Forest, gành fail. Không còn coi nữa, lấy gì ra để thở đây. Mở giáp phản ra cop, nhưng đấy là tình huống xin chết và chết thuê đến từ Bulma để cứu cho Abed di chuyển về. Hút sao lại ấn TP nhỉ? Dã man. Sao lại ấn TP? Có lẽ đấy là tình huống mà anh ta đang để lọ ở dưới này và anh ta nhấc TP lên. Sau đấy thì đấy, cứ như này thôi. Về ăn giếng thì lại cho item xuống dưới backpack để các thứ cho nhanh, nên là thao tác lúc đấy nó hơi bị loạn. Chắc là anh ta đang để cái slot TP đấy, và slot đồ và slot bottle chính xác như thế. Nhưng lúc đấy nghĩ là mình đang có bottle, ấn theo bản năng, ấn theo thói quen là ấn để ăn bottle. Nhưng đấy là tình huống lại ấn vào nhầm TP, dã man luôn. Bằng Silver Edge được hoàn thành xong trên người của SCDC rồi. Hiện tại lượng network bên phía Newbie họ dẫn khoảng tầm hơn 10k. Quả đấy TP là đúng rồi còn gì. TP như thế thật luôn. Park đang đánh nhau giữa combat. Vui quá, thôi cho về Messi. Cho về. Không, no. Giác TV thế. Weaver có lẽ là cũng sẽ cần thêm cho mình để làm cái BKB nữa. Hiện tại thì người ta lên tiếp những món item công. Đã dùng hết 7 trạc đi full rồi. Chưa ăn được trụ nào. Cũng chưa có thêm con Roshan thứ hai, nhưng đã dùng hết 7 trạc đi full. Ở đây thì DC họ smoke và cố gắng đi canh người. What trước đã. Nhìn thấy Fate là Fate sẽ chết. Fate đã có một cái Solar Crest, Night Stalker thì mề đây và đã xong cho mình để lại Interceptor hút shot vào người của Kaka. Forest anh ta Berlin xuống. Búp máu, Kaka chết rồi. Còn tiếp tục đuổi theo đến từ Abed. Tuy nhiên thì Fate đấy, người ta TP như thế này nhưng mà. Nhưng trên top thì bị rát vào và Abed anh ta phải TP về. Lốc được đấy là Juggernaut lên để câu kéo thêm thời gian. Không phá được cọc của đối phương. Ok, bay như này định phá cọc nhưng mà micro cọc quá hay, bây giờ thì cọc mất rồi.
Abed quyết định là ăn giếng để hồi mana. Tiền vẫn phải để cho trụ nằm lại dưới tay của SCDC. Đằng sau thì vẫn còn Lucky Phoenix. Trụ vẫn chưa nổ với tuồng băng trụ đến từ bên phía team DC. Đang đuổi theo rồi Abed, anh ta rất muốn bắt một người của Bad Rider, nhưng Kim Phoenix đang di chuyển khá nhanh, bị scout ra bằng rocket của Bulma. Và đây thì Kim Phoenix anh ta TP về nhưng bị lock lên. Và bye bye Kim Phoenix. Với cái tình huống dồn đam như này, Kim Phoenix không còn sống được. Vẫn còn phải boop repel cho cẩn thận, đúng không? Forest phải tận tụy thế. Newbie tiếp tục đi rát với cái đề xô của Weaver, đùa. Hơn 10.000 net worth vẫn rát. Tuy nhiên thì cá nhân tôi đánh giá cao với những cái lối tiếp cận game đấu của team Newbie. Họ đánh rất là chắc cú, rất là chắc bài. Chưa hoàn toàn thắng đối phương trong combat, khi mà con Park thời điểm hiện tại nó vẫn đang có thể lộng hành. Kết hợp cùng với cả cái bộ skill của con Omicna ua đùa. Trông ông này đi rát này, đánh quá khó chịu luôn. Ăn một trụ ba nữa rồi. Đối đầu với một con BB mà nó đứng tanh ở trong trên high ground không phải là cái điều hay. Chia cắt đối phương, làm cho đối phương phải chơi theo cái lối chơi của mình. Ở thời điểm hiện tại tôi nghĩ có lẽ là ok hơn. Đây là cái quãng thời gian mà Newbie họ đang cố gắng chờ đợi con Roshan tiếp theo. Có Roshan tiếp theo lên thêm cho mình những cái món item nữa. Ví dụ SCDC cầm một cái Ice Card ra được, có thể vào trong combat nó gọi là thoải mái hơn rất nhiều. Đùa anh em xem nhiều phết nhỉ. Để xem à. Ngày nay xem buổi sáng anh em xem. Ui. Vẫn có khoảng tầm 1.500 anh em, gần 1.500 anh em đang ngồi xem đánh 2-3 tuyệt tiếp mà cái giải vô tắc này thì cũng không phải là một cái giải lan quá lớn. Rất là cảm ơn sự ủng hộ của anh em. Thế này thì các đơn vị tổ chức giải họ nhìn vào họ sẽ đánh giá cao 2-3 tuyệt tiếp hơn một chút với cái lượng người xem và lượng ủng hộ như này. Đây là thời điểm 11 giờ trưa của một ngày đi làm, thì của một ngày giờ hành chính, thì mình không kỳ vọng quá nhiều vào cái việc cái lượng view nó quá lớn. Có một tình huống mà mở coi ra nhìn như là mở coi trượt của Abed rồi. Dã man. Tiếp tục bị đi rát, khó chịu ghê. Ăn thêm một trụ ba nữa đến từ Unite. Một mình con kiến này làm hai trụ ba rồi. Vâng, vừa bị một tình huống scout đến từ Bulma. Crystal Maiden vào solo Roshan. Bết hàng thì cũng vừa phải bạn ơi. Đây rồi, SCDC bật Silver Edge lên để di chuyển vào trong Roshan cho nhanh. Nhưng tí nữa sẽ không có Silver Edge nữa để chém vào người của đối phương. Chúng ta cùng chuẩn bị xem Bulma có làm một cái điều thần diệu, kỳ diệu mà. Rồi, nhưng Dubu chết đâu đó rồi. Đây có BKB được mở lên đến từ Bad Rider. Húc sắp vào đến từ Bulma. Cóp được nhiều người. Ai ăn rồi. KK là người Snack Aegis. Đấy là một tình huống mà Bulma anh ta vào, anh ta vẫn nhặt được là cheese. Tuy nhiên thì bên phía team Newbie hiện tại họ đang mất cho mình con IO rồi. Clockwork đang bị bớ vào, nhưng KK anh ta sẽ là người chết ngược ở đây, chứ không phải là Clockwork. KK nhặt được kiện Aegis, không phải là Weaver, không phải là Unite. Vâng, có coi được mở lên và phết một cái Glimmer Cape nhưng không thoát.